người tình treo trên thánh giá vì yêu nhân loại. Người đó chính là Giêsu, lùi hại Thiên Chúa xuống thay làm người, chịu chết vì yêu. Trên đồi Càn Bê, Chúa chịu một chiều nát tan thân mình chỉ vì yêu. Lời Chúa thứ bảy sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay, ngày 23 tháng 3 năm 2024. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay và cũng là ngày thứ 39 trong 40 ngày chay thánh, hành trình vào trong sa mạc, tĩnh tâm với chủ đề về với lòng xót thương, với chủ đề về với lòng xót thương. Còn đúng một ngày nữa thôi, thưa anh chị em, là tròn 40 ngày. Ngày mai Chủ nhật lễ lá, ngày thứ 40 kết thúc mùa chay. Anh chị em tha thiết nài xin Chúa cho còn những tâm hồn nào khô khan, nguội lạnh, lạc lối, xa đường, hãy quay về với lòng thương xót Chúa, ít nhất là được một ngày tĩnh tâm ngày mai để bước vào tuần thánh. Có một anh bạn nói, cha làm tới 40 ngày, chỗ còn một ngày cũng chẳng có. Chả có tổ chức ngày tĩnh tâm mùa vọng cũng như mùa chay. Ba còn không có, huống chi tới 40. Anh ấy nói, một còn chưa có, huống chi ba. Thôi, những giáo xứ nào mà chưa có những buổi tĩnh tâm như thế thì mời anh chị em chúng ta vào trong YouTube tinthac.net để cùng với chúng tôi, cùng hiệp thông với nhau cầu nguyện tĩnh tâm với chủ đề về với lòng xót thương. Và hôm nay ngày thứ bảy, tha thiết xin mẹ Maria cùng đến cầu nguyện với chúng ta, cùng tĩnh tâm chung với chúng ta, như mẹ đã cùng cầu nguyện với các tông đồ trong nhà tiệc ly. Xin mẹ cùng cầu nguyện với chúng ta, cùng tĩnh tâm với chúng ta, để Thánh Thần xuống trên mẹ và các tông đồ, cũng xuống trên chúng ta trong những ngày tĩnh tâm này. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ bảy sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Bài đọc 1, bài trích sách ngôn sứ Ezekiel chương 37 câu 21 đến câu 28. Bài trích sách ngôn sứ Ezekiel, Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau: Này, chính ta sẽ lấy con cái Israel từ giữa các dân tộc chúng đã đi tới.
ta sẽ quy tụ chúng lại từ bốn phương và đưa chúng về đất của chúng. Ta sẽ làm cho chúng thành một dân tộc duy nhất trong xứ, trên các núi Israel. Tất cả chúng chỉ có một vua duy nhất. Chúng sẽ không còn là hai dân tộc, không còn chia thành hai vương quốc. Chúng sẽ không còn ra ô uế vì những ngẫu tượng, những đồ gớm ghiếc và mọi tội ác của chúng nữa. Ta sẽ cứu chúng khỏi mọi nơi chúng đã ở vì đã phạm tội. Ta sẽ thanh tẩy chúng. Chúng sẽ là dân của ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. David, tôi tớ ta, sẽ làm vua cai trị chúng. Sẽ chỉ có một mục tử duy nhất cho chúng hết thảy. Chúng sẽ sống theo các phán quyết của ta, sẽ tuân giữ các thánh chỉ của ta và đem ra thực hành. Chúng sẽ định cư trên đất ta đã ban cho tôi tớ ta là Gia-cóp. Phần đất mà tổ tiên các ngươi đã cư ngụ, chính chúng và con cháu chúng sẽ định cư mãi mãi trên đó. David, tôi tớ ta, sẽ là ông hoàng lãnh đạo chúng cho đến muôn đời. Ta sẽ lập với chúng một giao ước bình an. Đó sẽ là giao ước vĩnh cửu đối với chúng. Ta sẽ định cư chúng, cho chúng sinh sôi nảy nở ra nhiều và đặt thánh điện của ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. Nhà của ta sẽ ở giữa chúng. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng và chúng sẽ là dân của ta. Bấy giờ các dân tộc sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa, Đấng Thánh Hóa Israel, khi ta đặt thánh điện của ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Chúa canh giữ chúng ta như mục tử canh giữ đàn chiên. Muôn dân hỡi, lắng nghe lời Chúa và loan đi các đao xa vời, rằng Đấng đã phân tán Israel cũng chính người sẽ thâu tập lại, canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên. Chúa canh giữ chúng ta như mục tử canh giữ đàn chiên. Vì Chúa đã cứu chuộc nhà Gia-cóp, giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều, họ sẽ rao mừng đi tới đỉnh Sion, lũ lượt kéo nhau về hướng ân lộc Chúa. Chúa canh giữ chúng ta như mục tử canh giữ đàn chiên. Thiếu nữ bây giờ vui nhảy múa, trẻ già cùng mơ hội tưng bừng. Chúa phán, tang tóc họ ta biến thành hoan hỷ, và sau cánh sầu thương sẽ cho họ được an ủi vui mừng. Chúa canh giữ chúng ta như mục tử canh giữ đàn chiên. Tung hô tin mừng. Đức Chúa phán, hãy quăng khỏi các ngươi mọi tội phán nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 11 câu 45 đến câu 57. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, sau khi ông Lazaro sống lại ra khỏi mồ, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pharisêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pharisêu triệu tập thượng hội đồng và nói: Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy. Rồi người Roma sẽ đến phá hủy nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Một người trong nhóm thượng hội đồng tên là Caipha làm thượng tế năm ấy nói rằng: Các ông không hiểu gì cả. Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa. Nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim, người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy, sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái,
Từ miền quê, nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau. Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ. Các ông có nghĩ thế không? Còn các thượng tế và người Pha-ri-siêu thì ra lệnh: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang sống những ngày cuối của mùa chay, cũng là những ngày cuối của những tuần tĩnh tâm, lòng Chúa thương xót. Về với lòng thương xót Chúa, để cảm nhận được rằng là những đắng đót mà Chúa phải chịu, những đau khổ, nhục nhã, ê chề mà Chúa phải gánh, một con người hoàn toàn vô tội, mà phải chịu tất cả những hậu quả như là một người có tội. Có nhiều khi chúng ta thấy bất mãn lắm, tức lắm, vì mình bị vu oan cáo vạ, vì mình vô tội mà nó cứ đổ vây cho mình hết tội này đến tội kia, vì ghen tị, vì đố kỵ, vì ghen tức, ghen ăn tức ở, rồi người ta nói hành nói xấu mình, người ta bỏ vạ cáo gian cho mình, người ta ném đá dấu tay, người ta thọc gậy bánh xe, người ta làm đủ tình, đủ tội để hại mình, để hạ mình. Và ta nghĩ rằng, tôi vô tội, tại sao tôi phải chịu điều này? Trong những ngày tĩnh tâm, tôi cũng nhìn lại. Nhiều lần tôi cũng đã nói như vậy. Nhiều lần tôi cũng kêu như thế. Tại sao? Tại sao mà cứ đổ vây cho tôi những tội này, tội kia? Tại sao mà cứ vu oan cáo vạ cho tôi? Tại sao mà cứ ném đá vô tay? Tại sao mà cứ loại trừ tôi? Tại sao mà chặn hết mọi đường sống của tôi? Vân vân và vân vân. Bỗng tôi nghe một giọng nói: vậy chỉ có ta là có tội thôi sao? Chỉ có ta là có tội thôi sao? Còn có thật sự vô tội không? Tôi bỗng giật mình. Hình như phải nói ngược lại mới đúng chứ. Hình như phải nói ngược lại mới đúng. Vì cái giọng ấy vang từ phía trên cao, từ nơi tâm hình lòng thương xót Chúa. Vậy chỉ có ta có tội thôi sao? Còn con là hoàn toàn vô tội à? Phải nói ngược lại. Chỉ có con là kẻ tội lỗi, còn Chúa là đấng vô tội. Ta vô tội mà họ còn kết án ta như thế đấy. Tại sao? Vì ai? Để làm gì? Không phải Chúa thích đâu. Chúa đã nhiều lần lớn tiếng kêu oan lên với cha là xin ngài cha cất cái chén đắng này đi. Trong thân phận con người, trong kiếp phàm nhân, Chúa Giêsu đã nhiều lần nài van lớn tiếng kêu xin lên cha để cất chén đắng này đi. Nhưng cuối cùng vẫn xin vâng ý cha. Thế thì một đấng vô tội mà còn chịu như thế, mà khi tôi gặp những khó khăn, thử thách, đau khổ, nhục nhã, ê chề, cũng có thể một phần nào đó là oán ức, cũng có thể một phần đó nào đó là do người ta ghen tị, ghen tức, chứ không phải không. Nhưng mà chắc chắn không phải là vì tôi hoàn toàn vô tội. Điều đó là điều chắc chắn nhất trong tất cả những điều chắc chắn trên thế gian này. Vậy thì đền thay tội mình còn gì nữa mà còn nói kêu cá. Có một anh bạn bị ung thư đến xin tôi cầu nguyện. Nói con không muốn chết, chưa muốn chết. Nói anh cầu nguyện thì anh phải tín thác vào Chúa. Chúa cho sống thì tạ ơn Chúa, mà Chúa cất về thì cũng tạ ơn Chúa chứ. Việc cứ đến đây mà cứ đòi cầu tôi xin cầu để anh được sống thì làm sao mà tôi làm được. Vì đó phải theo ý Chúa chứ đâu phải theo ý tôi hay theo ý anh. Bảo thưa cha, không phải là con sợ chết, nhưng mà con muốn xin Chúa cho con sống thêm một thời gian nữa để đền tội của con. Vì con sợ rằng là con chết bây giờ,
con phải đền tội nơi luyện ngục. Con phải đền thay tội lỗi của con, không biết con có đền nổi hay không. Xin con cho con sống trên trần gian này một thời gian nữa để đền tội của con. Tôi nói, anh sống thêm được bao nhiêu năm nữa để đền hết các tội của anh? Anh trả lời cho tôi. Chị trả lời cho tôi. Bao nhiêu năm nữa thì đền hết tội rồi đi. Mấy? 3 năm. Trong thời gian 3 năm đền tội, có chắc là mình sẽ không phạm thêm tội không? À, vậy thì anh bao nhiêu năm? Muôn đời. Muôn đời. Vậy anh xin sống tới muôn đời à? Cho nên, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta không thể đền thay tội lỗi của mình được đâu. Vì chỉ có Đức Giêsu Kitô đấng là Thiên Chúa và là người chết thay cho chúng ta, đền thay tội lỗi cho chúng ta, như là ông Caipha, một thành viên trong Thượng Hội đồng năm ấy, nói rằng các ông không hiểu gì cả, các ông chẳng nghĩ đến điều lợi cho chúng ta là thà một người chết thay cho dân còn hơn toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Ông ấy chỉ nghĩ đến chuyện là bây giờ mà cứ để Đức Giêsu như vậy rồi quy tụ người ta tin vào ông ấy rồi kéo bè kéo đảng lên, rồi dân Roma nó tưởng mình là phản cách mạng, chống lại đế quốc, rồi nó đem đến nó tiêu diệt, không những là diệt cái ông Giêsu, diệt băng đảng của Giêsu, mà có khi lấy cớ đó mà tiêu diệt luôn cả đất nước Do Thái. Ông là chỉ nghĩ đến khía cạnh đó mà thôi. Nhưng mà vô hình chung ông lại là người nói tiên tri là Đức Giêsu chết thay cho toàn dân. Toàn dân đây không phải là toàn dân Do Thái mà toàn thể nhân loại. Chỉ có Đức Giêsu, Ngài là Thiên Chúa thật, là người thật, chết mới đền thay tội lỗi của tôi, của anh chị em, của cả nhân loại này. Còn chị có sống thêm 3 năm, anh có sống thêm 10 năm, và ông cụ này có sống cho đến muôn đời, cũng muôn đời không bao giờ đền hết tội. Vì ông có sống đến muôn đời thì ông lại tiếp tục phạm tội đến muôn đời. Còn thở là còn có thể phạm tội. Nếu Chúa không gìn giữ mình, chỉ một giây mình cũng có thể phạm tội được đấy, thưa anh chị em. Ông ngồi đây, ông đang nghe giảng, ông phạm tội được không? Tội gì? Tội trong tư tưởng. Tội trong tư tưởng. Có khi đang nghe giảng mà trong tâm hồn mình nghịch chống lại những cái điều mà Chúa đang nói với mình đây này, chứ đừng nói. Thấy không ạ? Và nếu mình nghe rất là ngon mà về mình không làm thì mình lại cũng mắc thêm cái tội, vì mình đã được cho nhiều thì phải đòi nhiều. Còn những người kia đang tập múa tập máy ngoài kia, nó không biết gì, không nghe gì, nó cho ít thì nó đòi ít. Còn mấy anh chị đang ngồi đây là đòi nhiều đấy. Cho nên là mình vẫn có thể phạm tội được. Trong một giây phút nào Chúa không gìn giữ mình cũng có thể sa ngã được ngay. Vì thế mà tĩnh tâm tới ngày hôm nay là ngày thứ 39 rồi, cũng đã là gì đâu. Bảo tĩnh tâm thì thứ 40 ngày cha. Cả đời mình tĩnh tâm còn chưa rồi mà. Phải không? Lúc nào mình cũng bị động tâm, cũng bị lo ra, cũng bị chi trí, cũng bị cám dỗ, ma quỷ nó rảo quanh, nó tìm mồi cắn xé mà. Đấy thì thưa anh chị em, bây giờ mỗi một người chúng ta phải đi đến một quyết tâm. Quyết tâm đấy là, một là nhận biết Thiên Chúa là Thiên Chúa thật, Đức Giêsu Kitô là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Hai là khước từ. Tới ngày hôm nay ngày thứ 39 rồi, đã nghe đầy đủ hết rồi, chuẩn bị hết đầy đủ rồi, bước sang một quyết định cuối cùng sau những ngày tĩnh tâm này, ngày mai đây, ngày cuối cùng đây, tôi quyết định lựa chọn Chúa hay là khước từ, lựa chọn hay khước từ, tín thác hay là không tin, tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa hay là không tin vào đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, vì Ngài chả làm theo ý tôi xin chả được như ý của tôi. Hay là tin thì tin đấy thôi, nhưng mà sau ngày tĩnh tâm rồi thì ra về, Chúa đi đường Chúa, con đi đường con.
tất cả những buổi tinh tâm này xin gác lại. Trả lại em yêu khung trời đại học, con đường Duy Tân, cây dài bóng mát. Đừng buồn nghe em, trả lại cho Chúa. Tất cả những gì con đã nhận trong ngày tĩnh tâm, không phải trả lại em yêu, trả lại cho Chúa mà bắt đầu lên đường. Bắt đầu lên đường để thực hiện những gì mình đã được nghe, được đón nhận và những gì mình quyết tâm sau 40 ngày vào trong sa mạc này. Lên đường, thực hiện, tin hay không tin, tín thác hay không tín thác, đón nhận hay khước từ, mỗi người chúng ta có quyền lựa chọn. Chúa cho mình được hoàn toàn tự do, tin hay không tin, đón nhận Chúa hay khước từ Chúa. Còn Chúa thì mãi mãi vẫn là người tràn đầy quyền năng, giàu lòng thương xót và luôn luôn yêu thương chúng ta, cho dẫu chúng ta có khước từ, có phản bội, có thờ ơ, Ngài vẫn cứ mãi mãi là Thiên Chúa giàu lòng thương xót và hết mực khoan dung. Tuyệt vời là ở chỗ đó, và cũng khủng khiếp là ở chỗ đó. Khủng khiếp là anh có thể dùng tự do của anh để chống Chúa mà Chúa vẫn cứ không thể làm gì được, vì Chúa tôn trọng tự do của anh. Chúa có thể bẻ cổ anh được không? Chúa có thể xách tay chị lui đến đây được không? Chúa làm không? Không, vì Chúa là đấng giàu lòng thương xót, vì Chúa là tình yêu. Tình yêu thì không thể ép. Ép thì uổng, gọi là ép uổng. Đó là một mầu nhiệm của tự do, mầu nhiệm của tình yêu, và cũng là mầu nhiệm của tội lỗi. Con người có quyền khước từ Thiên Chúa hay đón nhận Thiên Chúa, mà Thiên Chúa đành phải khoanh tay nhìn. Giống như người cha biết thằng con nó đi hoang là nó tiêu đấy, nhưng mà không làm gì được, tự do lựa chọn của nó. Nhưng mà bất cứ lúc nào nó về cũng đứng chờ, chờ nó. Bất cứ khi nào nó về là ôm chầm lấy nó, nhưng mà nó đi thì không giữ được, không giữ được. Đó là cái đáng sợ. Có nhiều người nói: Thưa Chúa, thưa cha, thà cho con chết đi còn hơn để con sống mà con phạm tội. Vậy thì mọi người trên thế gian này đều xin chết hết cho rồi, vì còn sống là còn phạm tội, phải không? Và Savio thì nói một câu rất là mạnh, vì thánh 15 tuổi bổn mạng giúp lễ nói rằng là thà chết chẳng thà phạm tội. Đó là quyết định của mỗi người, thà chết chẳng thà phạm tội. Nhưng mà mình không thể nói xin cho con chết để con khỏi phạm tội. Nếu vậy thì Chúa dựng nên mình để làm gì? Để mình phạm tội à? Phải không? Chúa dựng nên để mình được hạnh phúc đời đời. Nhưng mình có chọn lựa hạnh phúc đời đời hay không thì lại do mình. Chúa không thể nắm cổ mình ném vào thiên đàng được. Và Chúa cũng chẳng nỡ lòng nào xách cổ mình ném xuống hỏa ngục. Không, do mình. Bước một bước thiên đàng, hỏa ngục hai bên. Chơi trò chơi thiên đàng, hỏa ngục. Mình vẫn đang chơi trò chơi đó mỗi ngày. Hôm nay có thể mình đang ở trong thiên đàng, mai mình chọn hỏa ngục được không? Và đang ở trong hỏa ngục có thể xin Chúa, ơn của Chúa cho con bước vào thiên đàng được không? Được. Hỏa ngục không nghĩa là đang là trò chơi, là tin hay không tin nhận Chúa hay không nhận. Chứ còn mà xuống hỏa ngục thực sự rồi thì đời đời kiếp chẳng cùng amen. Không còn. Vì hỏa ngục là chấm dứt. Đó là hình phạt đời đời rồi. Nó tự mình bước vào đó thì không còn đường ra. Nhưng mà tôi đang nói là chuyện mà tin hay không tin, nhận Chúa hay không nhận Chúa, là đang sống trên trần gian này, đang đi dây, có thể nghiêng bên này, có thể nghiêng bên kia được. Đó. Còn lúc mà đến cuối chặng đường rồi thì một là bước lên hay là rớt tỏm xuống là coi như xong, không còn lựa chọn nào khác. Còn đây mình vẫn còn có lựa chọn. Hôm nay tôi lựa chọn Chúa, tôi hãnh diện, vừa mới hãnh diện cái rất cái bịch vì tội kiêu ngạo, rất nhanh theo. Và khi bị phạm tội kiêu ngạo, nói lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, lại bước lên. Hay là ở chỗ đó, Chúa luôn cho người ta cơ hội.
không bao giờ dồn người ta đến đường cùng, không bao giờ lấy hết cái cơ hội, chỉ trừ đến phút cuối cùng của cuộc đời, cơ hội cuối cùng chọn đi. Trước khi nhắm mắt lìa đời, chọn đi. Lạy Chúa, Chúa là gia nghiệp của con, cuộc đời của con thuộc về Chúa. Lựa chọn đi, vẫn màng danh lợi, vẫn ham quyền hành, vẫn vọng chức tước. Chúa vẫy gọi, vẫn lắc đầu, đó là lựa chọn của mình. Thế không ạ? Xin Chúa cho mỗi người, những ngày cuối cùng, ngày mai, có được một quyết tâm lựa chọn. Một là tin theo Chúa, hai là bỏ Chúa, không tin. Nhưng mà ai mà ngu gì có lựa chọn thứ hai đó, phải không? Xin Chúa cho mình được tràn đầy Thánh Thần để một lựa chọn sáng suốt, dứt khoát. Con tin Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Mình chia và các bạn mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nậm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Ngài ơi, Giêsu, Ngài ơi, Ngài
Tản mạn cuối tuần thứ bảy 23 tháng 3 2024. Tản mạn cuối tuần mến chào các bạn. Chúc các bạn một buổi chiều thật đầm ấm, ấm áp bên người thân, bạn hữu và gia đình trong buổi chiều cuối tuần. Có những con đường đi đến quán nhậu quán bar, có những con đường dẫn đến nhà nghỉ phòng trà, có những con đường đưa ta đến cung Tí Ma, rồi cha gian tà bóng tối phủ kín quanh ta. Giê-xu là đường Ngài thương tha chữa lành. Tản mạn cuối tuần thì cũng phải có ly cà phê rồi mới lai rai được. Anh làm ơn cho tôi ly cà phê, cho tôi bình trà để ngồi tản mạn với nhau. Buổi chiều cuối tuần mà ngồi được với những bạn thân của mình bên ly cà phê, bên tách trà, thú vị hơn là ngồi bên bàn nhậu, thú vị hơn là ngồi bên bàn, bàn gì biết không? Bàn bạc. Biết bàn bạc là bàn gì không? Không phải ngồi người ta bàn chuyện, người ta ngồi đánh bạc, gọi là bàn bạc. Anh có ngồi bàn bạc không? Hả? Có ngồi bàn bạc bao giờ chưa? Dạ rồi. Rồi, giờ còn ngồi bàn bạc không? Hả? Dạ có. Giờ còn ngồi bàn bạc không? Dạ. Dứt khoát chưa? Dứt khoát chưa? Nói đàn ông con trai dạ, nó mạnh dứt khoát. Dứt khoát không? Dứt khoát không? Dạ dứt khoát. Dứt khoát nó mạnh lên. Dứt khoát không? Dứt khoát. Ừ, đàn ông con trai phải ăn to nói lớn chứ. Rồi vừa rồi thì anh em đã làm xong chương trình của ngày 17 tháng 3. Còn chương trình tháng 3 kết thúc. Qua tháng 4 thì anh em có chương trình gì chưa? Tháng 4. Qua tháng 4, mùng 6, mùng 7, tháng 4 là... Đi đâu? Dã ngoại. Vâng, rồi đi dã ngoại. Cũng hay, từ cũng hay. Anh em chuẩn bị chưa? Dạ rồi, chưa. Rồi, rồi cảm ơn nhá. Về nói anh em cố gắng chuẩn bị, ai đăng ký thì đăng ký cho nhanh đi nhá. Nhớ không? Dạ, rồi, nhớ. Rồi. Thưa anh chị em, có những người thì ăn to, nói lớn mà làm ít. Ngược lại có những người thì làm nhiều nhưng mà ăn ít, nói bé. Chọn cái nào? Làm nhiều, ăn ít, nói bé. Làm nhiều, ăn ít, nói bé như anh bạn vừa rồi. Anh làm phục vụ trong quán rất là tốt. Mọi việc lớn bé làm hết. Nhưng mà ăn nói thì rất là nhỏ nhẹ. Còn những người thì huênh hoang, ăn to, nói lớn, cuối cùng một ngón tay cũng không lay thở. Vừa rồi chúng tôi có nói đến ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 4. Mùng 7 tháng 4 là đại lễ kính lòng thương xót. Năm nay anh em đổi một phong cách mới lạ hơn là đi 2 ngày. Đi 2 ngày với chủ đề là sắc hè thương xót. Cũng sắp đến mùa hè rồi, qua tháng 4, hình như thường là cuối tháng 4, đầu tháng 5 là mỗi năm đến hè lòng man mắc buồn. Đây lòng man mắc buồn mà đến với sắc hè thương xót để cảm nhận được biển lòng thương xót. Cho nên chương trình của chúng tôi có biển động, là những trò chơi mạnh để các bạn phải lấy tất cả cái sức của mình ra để mà chơi, gọi là biển động. Sau đó thì biển lặng, là mình lặng lắng xuống để dìm mình vào những chuỗi lòng thương xót Chúa và những buổi cầu nguyện. Biển động, biển lặng, rồi biển đêm, coi giữa ban đêm đó những ánh lửa của lửa trại giữa ban đêm nó như thế nào. Biển động, biển lặng, biển đêm, rồi thì biển sáng của mùa bình minh trong ban đêm, nó thấy biển sáng lên
giữa những bóng tối của buồn phiền chán nản ngã lòng, biển sáng lên. Rồi tới biển gì nữa? Biển động, biển đêm, biển động, biển lắng, biển sáng. Rồi biển gì nữa? Biển xót thương. Bởi những buổi cầu nguyện Chúa Mân Côi, Chúa lòng thương xót bởi những thánh lễ, biển xót thương được dìm mình vào đó. Rồi kết thúc bằng biển nhớ. Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về. Những phút ngồi chia sẻ với nhau những cảm nghiệm trước khi hát bài Màn đêm buông rơi theo ánh lửa dần tàn. Thì đó là chương trình tôi dàn dựng cho hai ngày mà bạn gọi là dã ngoại, mà tôi gọi là chủ đề sắc hè thương xót của biển động, biển lặng, biển đêm, biển sáng, biển thương xót và biển nhớ. Mời anh chị em và các bạn trong Thế Nguyện Tin Thác và Khát Vọng chúng ta mau chóng đăng ký để chúng ta tổ chức cho tốt, mỗi người mừng đại lễ lòng thương xót Chúa bằng một cái phong cách mới riêng, để dìm sâu vào, lắng vào biển lòng thương xót. Rồi sau đại lễ lòng thương xót Chúa, mình lại lên đường, cứ về rồi đi, xuống rồi lên. Cứ như thế, nó không có đều đều buồn chán. Cuộc sống nó phải ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh, nó mới sướng. Chứ còn cứ lặng lẽ em đến nơi này, vui buồn lặng lẽ, cuộc sống nhàm chán. Tôi nói thà cho tôi sống vắn lại 1-2 năm nữa mà dốc hết tình này với lòng thương xót, còn hơn là cho tôi sống cả 10 năm nữa mà cứ lặng lẽ, lặng lờ, lơ lửng, lả lơi, rồi có khi còn lả lướt, rồi sống không có ý nghĩa, sống qua ngày chờ qua đời. Thôi, cuộc sống như vậy chán lắm. Dứt khoát, lặng dục hết tình này. Đừng bảo tôi là cha giữ sức khỏe dùng con. Giữ để làm gì? Tôi còn giữ sức khỏe dùng con. Tôi giữ khỏe cho ai? Chẳng cần giữ, dốc hết sức này. Như là Chúa yêu yêu cho đến cùng, dốc hết giọt máu và nước để cứu độ nhân loại. Tại sao mình không dốc hết sức tàn này để làm công cuộc loan truyền lòng thương xót? Tôi nhận được một lá thư rất lễ thương như thế này. Kính thưa cha Nguyên Văn, kính thưa cha Du Xe Trần Đình Long, lòng thương xót Chúa. Ghê quá. Con là nữ tu Maria Joanna Hoàng Xuân, đang phục vụ tại họ đạo Sóc Xoài, Sóc Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang. Con viết thư này xin đại diện cho những người già, người nằm một chỗ, neo đơn, nghèo khó, tàn tật, cô đơn, bị mọi người quên lãng và xã hội xa lánh. Tắt một lời là những người kém may mắn. Để thân thưa với cha lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn thật từ trong trái tim của mỗi người xấu số. Vì họ đã nhận được máy nghe bài giảng lòng Chúa thương xót một cách miễn phí hoàn toàn, ngay cả tiền cước phí. Họ đã được nhận máy đó được cha đưa đến tận nơi, trao tận nhà, đến tận tay họ. Họ vô cùng cảm động và biết ơn. Họ nghe cả ngày lẫn đêm, nghe mà không thấy chán. Họ cảm thấy được an ủi và yêu thương. Thế họ tỉnh táo và vui vẻ hẳn lên. Họ chấp nhận cuộc sống hiện tại và với những lời dạy dỗ khuyên bảo của cha, cùng với những câu chuyện cụ thể, hài hước và ý nghĩa. Họ cảm thấy cuộc sống của họ tuy bệnh tật, nghèo nàn, tàn phế, nhưng vẫn được Chúa thương yêu săn sóc. Trước đây họ hay buồn chán, than thân trách phận. Bây giờ họ sống lạc quan và chấp nhận những gì Chúa đã gửi đến cho họ trong cuộc sống này. Kính chúc cha sức khỏe, bình an, thuận lợi trong công việc loan báo lòng Chúa thương xót. Nữ tu Maria Joanna Hoàng Xuân. Tôi thấy một cách đối nghịch. Nếu mà đem những chiếc máy lòng thương xót Chúa này đến những khu phồn hoa, chỗ phố hội, với những đại gia, với những tiểu gia, với những người vương giả, chẳng ai đón nhận đâu. Họ đâu cần. Họ đâu cần lòng Chúa thương xót. Họ đâu cần biết đến Chúa. Mặc dù Chúa là người ban ơn cho họ, Chúa thương xót họ, Chúa ban cho họ được nhiều điều may lành, đầy đủ hơn những con người mà lá thư bà Sơ vừa mới kể, bệnh tật, nghèo nàn và tàn phế. Nhưng mà họ lại khao khát
đón nhận lòng thương xót Chúa, họ được biến đổi, ơn họ được lớn hơn cái ơn của những đại gia, được tiền, được của, được danh vọng, chức tước, địa vị. Tại vì lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Vì mình nhận được ơn của Chúa mà mình không biết tạ ơn, không biết sử dụng ơn của Chúa cho xứng, thì mình phải trả lẽ trước mặt Chúa và phải trả đến đồng xu cuối cùng ở chốn khóc lóc và nghiến răng. Cho nên nhận được lá thư này, anh em chúng tôi cảm thấy như một cơn mưa rào, chứ không phải là một cơn gió nhẹ giữa trưa hè oi ả. Đang khát, một cơn mưa rào đến, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu lo âu, bao nhiêu muộn phiền, bao nhiêu mồ hôi nước mắt vì đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Có khi bị xua đuổi, có khi bị loại trừ, có khi bị phỉ báng, có khi bị chê bai. Tự nhiên mưa rào đó trồi tuột hết tất cả những thứ đó đi, chỉ còn đọng lại tình yêu và lòng thương xót. Sướng lắm thưa anh chị em. Chỉ cần một người thôi họ quay trở về là cả triều thần thiên quốc vui mừng. Mà đây biết bao nhiêu những con người dường như là không còn một tí cơ may nào, dường như là bị xã hội, có khi cả giáo hội mình cũng lãng quên, ấy vậy mà họ lại được đón nhận lòng thương xót của Chúa và họ vui mừng, hân hoan, cảm thấy cuộc sống lạc quan hơn. Bây giờ sống lạc quan và chấp nhận những gì Chúa gửi đến cho họ, thay vì buồn chán, than thân, trách phận như trước kia. Về với lòng xót thương, vẫn còn đang trong mùa chay. Hôm ngày mai là chúng ta bước sang Chủ nhật lễ lá, kết thúc 40 ngày chay. Mà chúng tôi cũng kết thúc 40 ngày tĩnh tâm với chủ đề Về với lòng xót thương. Xin gửi đến anh chị em bài thơ Về với lòng xót thương. Về với lòng xót thương, bỏ con đường tội lỗi, bước theo lối Chúa đi, quyết thực thi lời người. Về với lòng xót thương, chẳng vấn vương tình đời, bao chơi vơi buồn tủi, tìm an ủi Chúa thôi. Về với lòng xót thương, dẫu dặm trường gian nan, tâm bình an nhẹ nhàng, lòng thanh thản, thanh thang. Về với lòng xót thương, luôn kiên cường phấn đấu, vượt đến đau khổ sầu, sống đẹp màu tin yêu. Về với lòng xót thương, đi muôn phương loan truyền, Chúa nhân hiền vô biên, hãy chọn niềm cậy trông. Về với lòng xót thương, trong tình thương mến thương, cùng vui hưởng thiên đường, giữa phố phường lệ vương. Vâng, thưa anh chị em, còn những ai chưa về với lòng xót thương thì hãy mau mắn trở về rồi lên đường. Vì đó là chủ đề mà chúng tôi đã chọn cho đêm diễn nguyện ngày Chủ nhật 17 tháng 3. Mà hôm qua trong chuyên mục Chuyện khó tin nhưng khó thật, chúng tôi đã chia sẻ những cảm nhận của những anh chị em. Đúng là khó tin nhưng có thật. Hôm nay xin được phép tiếp tục những cảm nhận đó, mời anh chị em và các bạn lắng nghe. Con vừa coi xong đêm diễn nguyện Về với lòng thương xót, bắt đầu bằng bài hát Con đường Chúa đã đi qua. Giọng nói của cha rất lôi cuốn tâm hồn con tưởng niệm về 14 chặng đường thánh giá Chúa đã đi qua và chịu cực hình khổ nạn vì loài người, trong đó có con. Cha hướng dẫn các em hai nhóm Tín Thác và Khát Vọng vác thánh giá lòng thương xót lên sân khấu, đặt thánh giá bên cạnh cây sương rồng và đặt hai bên dải màu trắng đỏ xuống dưới đất. Dùng những cục đá sỏi chặn lên, các em làm rất trang trọng và tôn kính. Hình ảnh rất hay và đẹp, điều đặc biệt là cây sương rồng nở hoa lòng thương xót. Cha đã hướng dẫn chúng con phải biết vác thánh giá theo chân Chúa, cho dù thánh giá nặng hay nhẹ, sướng hay khổ. Vì chính hai dòng nước và máu của Chúa đã tuôn trào để cứu chuộc tội lỗi và tha thứ cho chúng con, vẫn luôn mở rộng cánh tay đón nhận chúng con trở về với lòng Chúa thương xót. Qua hình ảnh vác thánh giá, con nhớ lại năm 2018, trước khi rời giáo điểm tin mừng, cha đã vác thánh giá cho chúng con. Những hình ảnh thân thương, kỷ niệm đẹp luôn ghi mãi trong đầu con. Bài hát bắt đầu từ câu "Đêm vắng anh ơi có buồn lắm không?
Nếu nghĩ theo đời thường, bài hát này nói lên người vợ hay người yêu đang trông chờ người chồng hay người yêu trở về. Còn nghĩ đến chuyện người con hoang đàn, cho dù người con trai tội lỗi thế nào thì người cha vẫn trông đợi con trai trở về. Như lòng thương xót Chúa luôn mở rộng vòng tay đón nhận những người con tội lỗi. Chủ đề 3 trong 1, mùa chay, phục sinh và đại lễ lòng thương xót quá ý nghĩa tuyệt vời. Con cảm nhận hành trình lòng thương xót luôn đi mãi suốt cuộc đời con. Sung sướng quá cha ơi. Cha gửi mọi người cặp đá sỏi và làm những cử chỉ rất hay, vang lên tiếng của đá sỏi thanh thanh làm tâm hồn bình an, nghe rất đã tai. Màn diễn này rất độc lạ, chỉ diễn ra tại quán cà phê Khát vọng lòng thương xót thôi. Hay em múa diễn tả cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối rất hay. Ánh sáng luôn chiến thắng bóng tối vì có lòng Chúa thương xót. Bài thơ về với lòng thương xót rất hay. Các bài hát đời và đạo hay và diễn tả có lòng thương xót Chúa luôn đi cùng. Các em múa rất nhập tâm. Tạ ơn lòng thương xót Chúa cứu giúp hai anh tội lỗi biết quay trở về và làm chứng nhân rất sống động. Tạ ơn Chúa luôn giúp đỡ những gia đình nghèo khó. Qua cha hướng dẫn, chúng con luôn biết quan tâm chia sẻ với người nghèo. Hình ảnh quá tuyệt vời cha. Chúc cha và anh em nhiều sức khỏe. Nguyện xin nến phục sinh luôn thắp sáng trong lòng mọi người. Thúy Ngọc ở bên Sydney, nước Úc. Con đã xem đêm diễn nguyện về với lòng thương xót Chủ nhật 17 tháng 3. Ấn tượng đối với con nhất là hình ảnh cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Hai diễn viên diễn rất sâu, diễn đúng tâm trạng của chính bản thân con. Cha ơi, con là đứa con hoang đàng mới được Chúa sờ chạm để trở về với lòng thương xót. Trên con đường về bên Chúa, cũng có những lúc giày xéo đấu tranh trong tâm hồn, để từ từ mỗi ngày tập bỏ đi từng tật xấu, đam mê tội lỗi. Có lúc, con nghĩ rằng mình mạnh mẽ, có sức chiến đấu với những tật xấu và chiến thắng. Nhưng không phải vậy. Con đã thất bại rất nhiều lần. Mỗi lần như thế con lại chán nản, không còn muốn chiến đấu, không còn muốn từ bỏ mình nữa để đến với lòng thương xót. Ma quỷ luôn gieo vào đầu con ý tưởng, thôi, cố gắng làm gì cho mệt, cứ sống phóng túng dễ dãi với bản thân có tốt hơn, có khỏe hơn hay không? Dãi gì? Cha ơi, nhìn hình ảnh diễn viên thể hiện vai ánh sáng quỳ gối nhìn về cây thánh giá, đón nhận ánh sáng từ Chúa Kitô, làm con nhận ra rằng nếu con muốn sửa mình từng ngày thì từng giây phút sống mỗi ngày con phải dựa vào Thiên Chúa, nhìn vào ánh sáng phục sinh của Đức Kitô soi đường, thêm sức mạnh cho con, can đảm dám hy sinh để quyết tâm trừ bỏ những gì là đen tối tội lỗi để bước đi cùng Đức Giêsu phục sinh. Cảm ơn Cha đã làm một đêm diễn nguyện thật ý nghĩa cho mọi người, nhất là cho chính bản thân con nhận biết mình cần gì và phải làm gì. Con Anna Ban Mai. Con đã xem chương trình diễn nguyện về với lòng thương xót. Đầu tiên con thấy các anh chị vác cây thánh giá lòng thương xót, làm con liên tưởng ngay đến thời gian cha còn ở giáo điểm tin mừng. Cha suy gẫm 14 chặng đàng thánh giá. Lúc ấy nhìn cha thật là khổ sở và đúng là bước đi không nổi, té lên té xuống thấy thương lắm. Những hình ảnh ấy vẫn còn nguyên vẹn trong con. Con không biết làm sao, nhưng trong nguyên đêm diễn nguyện này, Chúa tác động trên con rất nhiều hình ảnh và nhân chứng sống động, giống như thời cha còn ở giáo điểm tin mừng. Nói thật với cha là con phải coi đi coi lại hai lần. Con đang say sưa coi thì đến lúc con phải rời nhà, lúc chương trình đang hấp dẫn. Con thấy cha phát cho mỗi người một cặp đá, con thật sự quá ngỡ ngàng. Cha làm con đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhưng đến khi xem, con mới nhận ra rằng, những cặp đá đây đều có sự liên kết mà Chúa giúp cha nghĩ ra cho chương trình rất hay và hấp dẫn, cho những người xem thêm phần hào hứng.
Sau đó hát bài Bờ Đá Xanh Tạ Tội, cũng là dấu chỉ của sự liên kết chân thánh giá thật nhiều đá. Bên cạnh đó, cha lại phát cho mỗi người một cặp dây vải trắng đỏ, biểu tượng của máu và nước từ lòng thương xót thật ý nghĩa. Chương trình chủ đề trở về lên đường loan báo tin mừng phục sinh rất phong phú. Cha làm hai trong một như vậy làm cho con thêm một ngạc nhiên nữa. Cũng như anh Khoa nói, trở về buồn sầu thống hối, rồi tự nhiên vui mừng thì cười vui, sao mà khó quá. Vậy mà làm được mới tuyệt vời cha ơi. Các ca sĩ nhóm múa tốp ca đều hay và xuất sắc. Còn ấn tượng là anh Hiệp và anh Hữu Tình. Hai chứng nhân này làm con nhớ về giáo điểm tin mừng. Sự trở về ngoạn mục của hai anh, những nhân chứng sống động thay đổi cuộc sống 180 khi đụng chạm đến lòng Chúa thương xót. Một chương trình diễn nguyện, nhưng cho rất nhiều tiết mục vào, kể cả nghĩ đến những người kém may mắn. Khi coi đoạn này, con thật sự xúc động lắm. Nước mắt cứ tự động chảy, thương cho hoàn cảnh của họ quá. Biết rằng mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, nhưng sao họ khổ quá, con xem mà thấy đau lòng. Con lại nghĩ đến lời khẳng định của cha, thấy những hoàn cảnh khó khăn thì mình càng cần phải thể hiện lòng thương xót để mọi người có thể về với lòng thương xót. Tuy là một chương trình diễn nguyện, con thấy từ A đến Z, từ nhạc đạo tới nhạc đời, con xem rất kỹ từng tiết mục một. Con cứ thấy nôn nao thế nào ấy. Lòng thương xót Chúa bao la dường nào, dạt dào và chan hòa nơi nhiệt tình của từng thành viên trong ban tổ chức đến từng khán giả. Con xem và cứ sợ hết thôi. Nhất là cha, con không hiểu sao Chúa ban cho cha sức khỏe phi thường như vậy. Nguyên một chương trình, cha nói, hát, diễn tả để đem mọi người hiểu hơn về lòng Chúa thương xót. Cha dẫn giải trước một bài hát, nội lực cha tốn bằng ca sĩ hát 3 hoặc 4 bài hát liền. Tạ ơn Chúa, nhờ cha và các anh chị làm chương trình này cho con và những người chưa biết về lòng Chúa thương xót được hiểu thêm và có những điểm tựa vững chắc về lòng thương xót Chúa để dẫn dắt mọi người về với lòng Chúa xót thương. Con Maria Thúy Phạm ở Regina bên Canada. Mời anh chị em rời Canada đi sang Hoa Kỳ. Con là Giuse Nguyễn Văn Lộc, hiện đang sống ở Boston, Hoa Kỳ. Con viết email này để bày tỏ cảm nghiệm của con về đêm diễn nguyện tuyệt vời 3 trong 1 vừa mới xảy ra tại quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót ở Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam. Nói là tuyệt vời vì người ta làm đêm diễn nguyện chỉ một chủ đề thôi cũng đã toát mồ hôi hột rồi. Đằng này cha chơi luôn 3 chủ đề trong một đêm diễn. Một đêm diễn bao gồm mùa chay, đêm phục sinh và đại lễ kính lòng Chúa thương xót. Cả 3 chủ đề đều thể hiện rất hoàn hảo. Thú thật với cha, nói cha đừng buồn, con là người rất ghét diễn nguyện. Nhiều lần đi coi diễn nguyện mà con cứ như là đang bị tra tấn vậy. Họ diễn chứ có nguyện gì đâu. Nhạc thì ầm ầm, lời ca tiếng hát thì ào ào. Chả nghe, chả hiểu, chả có gì thấm và nhất là chẳng đem về, chẳng động lại được chút gì trong con. Thế nhưng, khi xem đêm diễn nguyện của cha, con suy nghĩ khác hoàn toàn. Con cảm nhận đêm diễn nguyện này không phải là một đêm diễn nguyện bình thường, nhưng là một buổi tĩnh tâm đã được sân khấu hóa một cách rất khéo léo. Vâng, cha vừa là đạo diễn vừa là MC mà còn trên cả chuyên nghiệp. MC ngoài đời người ta phải cầm giấy đọc, phải học thuộc lòng mãi mà nói vẫn sai, vẫn vấp. Còn cha không cần giấy mà cứ nói tuốt tuần tuột, nói rất hay, nói với rất tất cả trái tim. Vì thế làm cho các phần của đêm diễn được nối kết với nhau thật nhịp nhàng, vô cùng sống động. Các ca sĩ miệt vườn hát rất hay hơn cả ca sĩ chuyên nghiệp. Có lẽ các ca sĩ ngoài đời họ hát là để kiếm tiền.
Còn các ca sĩ cà phê khát vọng hát không phải vì tiền, mà hát là vì lợi ích của các linh hồn. Những ai tham dự đêm ấy mà không sám hối thì kể như là chuyện lạ đấy. Bởi vì tất cả mọi người khi đến đây, họ không tham dự một cách thụ động, nhưng họ hát, họ vỡ tay, họ đập đá, họ vỡ òa cảm xúc. Còn có cảm giác tất cả mọi trái tim đêm ấy đều có chung một nhịp đập với thánh tâm Chúa Giêsu, nhịp đập của tình yêu thương xót vô bến bờ. Nhịp đập của thánh tâm Chúa được nhìn thấy và cảm nhận rõ một một qua những chia sẻ rất đơn sơ, rất thật thà, rất xúc động của các chứng nhân. Chúng còn nhìn thấy Chúa ngang qua những điều phi thường người làm nơi các chứng nhân. Cảm ơn Cha, cảm ơn các ca sĩ, cảm ơn tất cả những ai đã cộng tác làm nên một đêm diễn nguyện huyền nhiệm này. Mọi người giờ đây đều đã trở thành tỷ phú. Vâng, không phải tỷ phú thế gian mà là tỷ phú nước trời. Bởi vì một linh hồn thì giá trị hơn tất cả của cải thế giới gộp lại. Sau một đêm diễn như thế, sẽ có rất nhiều linh hồn sám hối trở về với lòng thương xót của Chúa. Kính chúc Cha và mọi người mùa phục sinh tràn đầy hồng phúc. Còn Giuse Nguyễn Văn Lộc, Boston, Hoa Kỳ. Cảm ơn người anh em đã có những chia sẻ. Thực sự thì tôi là một nông dân miệt vườn chính công, có biết làm MC, có biết làm đạo diễn, có biết làm cái gì đâu. Chỉ biết cầu nguyện rồi xin Chúa soi sáng, rồi Chúa hướng dẫn, Chúa bảo sao làm vậy, Chúa nói sao làm thế. Rồi kết quả thì cũng để cho Chúa, phần của Chúa. Phần chúng tôi sau mỗi công việc chỉ là lạy Chúa con chỉ là đầy tớ vô duyên. Là đầy tớ vô duyên, vô duyên bất tài, con vô duyên bất tài. Như Chúa nói, sau khi làm bất cứ công việc gì thì hãy nói, lạy Chúa con chỉ là đầy tớ vô dụng, làm những gì Chúa bảo con làm mà thôi. Kết quả như thế nào là của Chúa. Xin cầu nguyện cho chúng tôi tiếp tục làm những đầy tớ vô dụng trong cánh đồng loan truyền lòng thương xót của Chúa. Con cảm thấy hạnh phúc khi được cầm giải trắng rước thánh giá. Cái khoảnh khắc thiêng liêng khó tả lắm Cha ơi. Vừa rước sau cây thánh giá, con ngẫm lại hình ảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự. Con thấy đau, đau lắm, đau vào trong tim con. Đây là lần đầu tiên con có cảm xúc đó Cha ạ. Trên sân khấu là một khung cảnh của màn đêm, cùng với các bài hát hòa nhịp với ban nhạc, nghe nó đã tai gì đâu. Con phải công nhận chẳng thua gì với những đêm đại nhạc hội mang tầm quốc gia. Các cô chú hát rất hay và truyền cảm, nghe nó thấm gì đâu. Khi màn đêm qua đi, thì ánh sáng thay chỗ với tiết mục mà con rất thích và ấn tượng, đó là hoạt cảnh về cuộc đấu tranh giữa bóng tối và ánh sáng. Ánh sáng đã chiến thắng. Con không nghĩ rằng Cha có thể sáng tạo để đêm diễn thêm phần thu hút ngoài những tiết mục ca hát thông thường. Từ ấn tượng này đến ấn tượng khác, từ cái lạ này đến cái lạ khác, như Cha thay thế những chàng pháo tay bằng hai hòn đá. Ai mà nghĩ ra được. Nghe âm thanh lạ lẫm hay thật thú vị lắm ạ. Rồi Cha trao cho miếng vải hai màu đỏ trắng tượng trưng vào máu nước từ lòng thương xót Chúa. Con thấy rất ý nghĩa và khiến con nhớ mãi buổi diễn nguyện có 102 này. Bên cạnh đó là trao phần quà lòng thương xót cho các cô chú anh chị có hoàn cảnh khó khăn. Nhìn ai cũng rất vui mừng khi nhận quà, khiến lòng con xúc động và yêu thương họ lắm. Mong rằng những món quà lòng thương xót sẽ xoa đi, dịu đi phần nào khó khăn mà các gia đình đang gặp phải, để mọi người cảm nhận được tình yêu của Chúa và tín thác vào Chúa hơn. Một đêm diễn nguyện mà con thấy thật tuyệt vời, hân hoan, hạnh phúc nhất Cha ơi. Hy vọng sẽ có nhiều người trở về với lòng thương xót, đã nhận được từ lòng thương xót của Chúa và ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa đến với nhiều người hơn nữa, để cuộc sống của chúng ta chỉ còn là yêu thương nhau mà thôi. Cảm ơn Cha đã tạo cơ hội cho con được tham dự đêm diễn nguyện thật ý nghĩa và sâu sắc này.
Con mong chờ những đêm diễn nguyện sắp tới. Chúc cha và mọi người bình an. Con Vân Anh, thiện nguyện tín thác. Chương trình đêm diễn nguyện với chủ đề Về với lòng thương xót hay lắm, cha ạ. Các tiết mục ca, múa, nhạc, hoạt cảnh đầy cảm xúc và ý nghĩa, không diễn đạt bằng lời được. Ngôn ngữ chỉ phát ra bằng con tim mà thôi. Cảnh đoàn người đi ném hai viên đá dưới chân Chúa, rồi được cha phát cho hai sợi dây màu đỏ và trắng, tượng trưng cho máu và nước từ trái tim Chúa đến rửa sạch tội lỗi của nhân loại, thật vô cùng cảm động. Hoạt cảnh giữa bóng tối và ánh sáng vô cùng hấp dẫn. Cuộc chiến đấu đầy cam go và quyết liệt giữa ánh sáng và bóng tối. Tưởng chừng bóng tối đã thắng, nhưng nhờ lời cầu nguyện mà ánh sáng phục sinh đã chiến thắng tử thần và bóng tối. Chương trình khép lại với ca khúc Khải Hoàn Ca hết sức tuyệt vời, Tạ ơn Chúa. Còn mình, chào ếch Singapore. Con có theo dõi chương trình đêm diễn nguyện Về với lòng thương xót. Cảm nhận của con là cha làm chương trình tuyệt vời, làm MC rất là thấm thía và hay. Chắc chắn phải có Chúa trong cha, và ơn của Chúa cha mới làm được như vậy. Nguyện xin Chúa luôn ban ơn che chở và khôn ngoan, để cha can đảm rao giảng lời Chúa cho mọi người khắp mọi nơi. Chương trình đêm diễn nguyện cũng được phong phú liên tục, có các tiết mục hát, múa rất có ý nghĩa cho người nghe. Cảm ơn cha và các anh chị em đã tích cực đóng góp cho chương trình này. Con mong cha và anh em cố gắng làm thêm những chương trình diễn nguyện như thế này để đem vào lòng người sự yêu thương của Chúa vô biên đến với thế giới này, để lòng thương xót Chúa được sáng tỏ hơn. Con là Mẫn, ông già đang sống bên Thụy Sĩ. Thời gian qua đi không bao giờ trở lại, nhưng đối với lòng thương xót Chúa sẽ luôn luôn mở rộng đón con khi con trở lại, phải không cha? Đêm hôm nay, đêm tràn đầy cảm xúc, tràn đầy niềm vui, tràn đầy hân hoan, được cùng bên cạnh cha Linh Hướng và toàn thể anh chị em thiện nguyện, khát vọng, tín thác, cùng cộng đoàn khắp nơi để tham dự đêm diễn nguyện trực tiếp hoặc gián tiếp qua màn hình. Đêm diễn nguyện với chủ đề 3 trong 1. Cho con thật nhiều cảm xúc. Cảm xúc vì con đã dìm mình vào âm thanh tắc tắc, lúc thăng lúc trầm, lúc trong lúc đục, khi hai viên đá chạm vào nhau tạo ra hiệu ứng trong con người của con. Âm thanh chưa bao giờ con được nghĩ, nó đã làm cho con được tĩnh tâm, lắng đọng, được trở về, được dìm mình vào lòng thương xót Chúa. Và được cảm nhận khi con đã lắng đọng và nó đã cho con cung bậc này. Con thấy thật sự thiêng liêng lắm với dàn đàn đá này. Con nghĩ Chúa đã sờ chạm trong con, sờ chạm vào con trong giây phút này. Con đã được thấy cặn bã trong hồn và những nỗi khổ con đang mang thật sự quá nặng đối với con là những quả tạ. Và con đã chút quả tạ này vào hai viên sỏi. Nhờ hai viên sỏi này mang đi dùm con chìm vào đại dương lòng thương xót. Con biết mình đã đánh mất quá nhiều thời gian quý giá mà Chúa ban cho con. Chúa cho con những giây phút được nghe lời thì thầm của Chúa, được Chúa nuôi dưỡng tâm hồn con mỗi ngày. Không lý do gì mà con lại không dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa để trở về rồi được ra đi cùng với anh chị em. Ra đi để loan báo cho mọi người biết đến thế giới này đang cần đến lòng thương xót Chúa và vinh danh lòng thương xót Chúa. Chúc cha và anh chị em tràn đầy bình an, ân sủng lòng Chúa thương xót. Con Maria Thu Sương, thiện nguyện tín thác. Đêm diễn nguyện Về với lòng thương xót bắt đầu là con đường Chúa đi qua. Từ cây thánh giá được các bạn tín thác và khát vọng vác lên vai đưa lên sân khấu là hình ảnh Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cùng hai tia sáng, một bên màu đỏ tượng trưng cho máu và một bên màu trắng tượng trưng cho nước. Máu và nước từ thánh tâm Chúa đổ ra rửa sạch tội lỗi cho nhân loại. Bài hát nào cha chọn cũng rất có ý nghĩa, đi sâu vào tâm hồn của mỗi chúng con.
Hôm nay cha dẫn chương trình thật vui và sâu sắc về lòng thương xót. Con không có mặt, không được hiện diện trực tiếp tại đó. Nhưng con cảm thấy con đang gần gũi bên cha và anh chị em trong đêm diễn nguyện. Cha cho mỗi người hai viên đá nhỏ, dạy chúng con nhiều điều tốt. Con nhận ra tội con rất là nhiều. Cha chỉ dẫn chúng con bằng cách dùng đôi tay, tay phải cho sự bất an bất hạnh, lời nói, ánh mắt cử chỉ đã từng ném đá, những lời xúc phạm đến anh chị em. Tay trái là người khác làm tổn thương con buồn, con giận, con không tha thứ, con cứ nhớ hoài. Xin Chúa chữa lành tâm hồn thể xác con. Về với lòng thương xót thật tuyệt vời khi cha cho mỗi người sắp hàng lên để dùng hai tay ném từng viên đá xuống dưới chân thập giá của Chúa, như trút bỏ tất cả thói hư tật xấu. Tội lỗi của con đã được Chúa đạp xuống dưới chân, đã được Chúa dìm xuống biển, để con mỗi ngày nên giống Chúa hơn. Lúc này, con thấy lòng thật nhẹ nhõm, vui tươi và bình an. Rồi được thêm sợi dây thay thế cho máu và nước được cha cột lên đầu. Máu và nước rửa sạch tội lỗi mỗi người. Bài hát nào cha chọn cũng có ý nghĩa, nhất là màn trình diễn bóng tối và ánh sáng. Bóng tối là sự ác, ánh sáng là sự thiện. Nhờ có lòng thương xót Chúa mà ánh sáng xua tan được bóng tối, đẩy lui tội lỗi và thức tỉnh con người đắm chìm trong thế gian này. Nhắc chúng con mùa chay phải siêng năng tỉnh thức, nhìn lại chính mình, thực hành lòng thương xót, đem niềm vui đến cho mọi người. Khi tấm màn được kéo ra, Chúa đã phục sinh, đã sống lại. Hãy vui mừng, hãy chúc tụng, tôn vinh, ngợi khen lòng Chúa thương xót. Hallelujah! Trong khung cảnh thiên nhiên nhẹ nhàng với nhiều ánh đèn màu rực rỡ, thật đẹp mắt. Thật hay khi có bạn lên chia sẻ, làm chứng về mình là người tội lỗi mà được Chúa xót thương, được Chúa biến đổi thành con người ngoan của lòng thương xót. Lúc nào cha cũng cho chúng con học những lời Chúa, để Chúa biến đổi mỗi người chúng con nên giống Chúa hơn, đem ra thực hành, để mọi người cùng có lòng thương xót. Lúc nào đôi tay Chúa vẫn chờ từng người con trở về với lòng thương xót. Con là Hương, bánh trắng trộn, ngoại đạo ở Tây Ninh. Con vừa xem xong đêm diễn nguyện, bây giờ mời các bạn lại tiếp tục đi qua Hoa Kỳ. Con vừa xem xong đêm diễn nguyện, về với lòng xót thương, tràn đầy cảm xúc và chân tình. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha đã có những ý tưởng lạ và đặc sắc, diễn đưa chúng con đến với lòng thương xót Chúa một cách nhẹ nhàng và sâu lắng. Chúc cha và anh chị em luôn khỏe mạnh, để tiếp tục làm những chương trình dẫn dắt chúng con về với lòng thương xót Chúa. Con Nghiêm Huyền ở bên Hoa Kỳ. Nếu chỉ dùng hai từ để nói về chương trình diễn nguyện về với lòng thương xót Chúa ngày 17 tháng 3, thì con dùng hai từ: quá đã. Quá đã, vì chương trình xuất sắc tuyệt vời cả về nội dung lẫn hình thức. Sân khấu đẹp, sáng, tuy đơn giản nhưng trang trí lột tả được ý nghĩa của buổi diễn nguyện 3 trong 1, đó là mùa chay, phục sinh và đại lễ lòng thương xót. Và được chia làm hai phần là trở về và lên đường. Hình ảnh cây thánh giá được các bạn vác trên vai thật đẹp. Thánh giá nào cũng nặng nề khó vác, nhưng khi có lòng thương xót của Chúa thì thánh giá sẽ nhẹ nhàng hơn vì có Chúa đồng hành, và hơn thế nữa, thập giá sẽ nở hoa. Hình ảnh hai viên đá, bên phải là những tội lỗi sâu xa yếu đuối của mình, bên trái là những gì người khác làm cho mình tổn thương khó chịu. Hãy vứt hết vào trong lòng thương xót của Chúa. Nói thật với cha, hai viên đá nằm trong tay con nó cứ rớt hoài, chứng tỏ tự sức mình dễ gì buông những cái xấu, ý nghĩa xấu, dễ gì bỏ ngoài tai những lời nói xấu xúc phạm đến cái tôi của mình. Khó lắm. Chỉ khi đến khi con vứt hai viên đá đó vào dưới chân Chúa thì nó mới không rớt nữa, nó mới không bám vào con nữa. Lúc đó con mới được nhẹ lòng. Phần đầu là chương trình trở về. Những bài hát cha chọn làm cho các bạn, hay nói khác, Chúa chọn cho các bạn. Hay lắm, cứ nhẹ nhàng rót vào tai và đi vào lòng người. Lòng thương xót Chúa lúc nào cũng giang tay nhắc nhở người con hoang đàng trở về,
trở về đi con. Chú dùng người này người kia nhắc nhở mình, dùng biến cố này biến cố nọ nhắc nhở mình, quay về với gia đình, về với cộng đoàn, về với bữa cơm rau cà, về bên bếp lửa hồng, về với gia đình, vì những người trong gia đình mới có cái tình. Hình ảnh bước chân tìm về của người con hoang đàng thật đẹp, vì Chúa yêu hết những gì thuộc về con, vì Chúa tha hết cho dù tội con có đỏ như son, Chúa vẫn chờ con giang đôi tay sẵn sàng tha thứ. Con đã khóc khi nghe bài hát này, giờ ngồi nghe lại vẫn khóc vì cảm nhận lòng thương xót Chúa thật bao la trên cuộc đời con. Chúa yêu tôi, yêu bạn, yêu nhiều lắm, hãy trở về đi. Rồi Bờ Đá Xanh Tả Tội, các bạn hát hay quá, không phải tự nhiên mà bài hát dài quá. Vì khi lòng thương xót Chúa được mở ra thì bao nhiêu hối nhân được quay trở về đón nhận giải lụa trắng, đỏ là máu và nước tuôn trào từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi nhân loại. Bất giác, còn có nhìn thấy cô gái đi chung xe ở nhà, bạn ấy bị động kinh, co giật sùi bọt mép. Giờ đây nhìn thấy trên môi mép máy máy lời bài hát. Con giơ cao tay xin tạ lỗi những ngày đã qua, cho ân tình đầy ngọt môi say đàn ca. Khi mấp máy đôi môi hát như thế, khuôn mặt em rạng rỡ đầy hy vọng sống, khác hình ảnh ở nhà lờ đờ vì thuốc, vì không biết bám víu vào ai, vào đâu. Xin Chúa chữa lành bệnh thân xác tâm hồn cho em. Những hình ảnh đó lúc nào cũng thúc đẩy con lên đường, rủ rê mọi người, nghe lòng thương xót, xem diễn nguyện lòng thương xót Chúa và thực hành lòng thương xót. Không thể tin được. Không thể tin được một cộng đoàn chỉ là những con người nhỏ bé bình thường mà làm nên một chương trình đặc sắc nghệ thuật và giá trị, vì chắc chắn có bàn tay Chúa hướng dẫn, dìu dắt, để ý Chúa được tỏ hiện, để lòng thương xót Chúa vinh thắng phép công bằng. Chắc chắn phải có ơn Chúa, Cha và các bạn mới làm được như thế. Hình ảnh các bạn trẻ gieo bước hành trình thúc đẩy con lúc nào cũng vui tươi, nhiệt thành, mạnh mẽ ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hình ảnh các chàng trai cô gái tín thác hy vọng thật đẹp, cả hình cả tâm hồn. Hãy giữ mãi hình ảnh đẹp đó nhé các bạn. Còn Linh Bảo Lộc, nhóm Khát Vọng. Đêm diễn nguyện mở đầu bằng tiết mục Cây Thánh Giá của lòng Chúa thương xót được dương lên cao, có hai tia đỏ và trắng, nhìn quá đẹp và ý nghĩa cha ạ. Phần tiếp theo được cha và anh Khoa giới thiệu về chương trình còn thấy rất rõ ràng, đã làm cho chúng con hiểu thêm về đêm diễn nguyện. Được nghe cha và các anh chị hát rất hay như là nghệ sĩ vậy. Rồi cha nói tới những viên đá, nó không đơn thuần là những viên đá, mà nó chính là những viên đá bằng lời nói việc làm mà chúng con đã ném vào nhau. Xin Chúa cho con trong mùa chay này, thay vào những viên đá ném vào đầu nhau, làm khổ nhau, là biết cầu nguyện cho nhau, làm việc bác ái và biết nghĩ tốt, nói tốt cho nhau. Con thấy xúc động tới lúc giới thiệu các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mà trong lòng con thấy như mình nợ ai đó một điều gì mà con chưa làm được. Thực lòng con rất thương cảm. Rồi tới tiết mục Ánh Sáng và Bóng Tối để lại trong lòng con một sự giằng xé ngay trong chính tâm hồn của con. Chúa ơi, xin Chúa lấy máu và nước của Chúa rửa sạch tội lỗi của chúng con đi. Con thấy những ai mà được trực tiếp ở đấy xem thì còn nhiều cảm xúc hơn con rất nhiều. Con hy vọng có ngày được trở về Việt Nam, gặp cha, các anh em và được tới dự một đêm diễn nguyện trực tiếp đầy cảm xúc và ý nghĩa như vậy. Cảm ơn cha và mọi người đã cho chúng con một đêm diễn nguyện đầy ân sủng của lòng Chúa thương xót. Xin cầu nguyện cho gia đình con. Con là Yến, đang sống ở bên nước Đức. Bây giờ thì rời nước Đức mình sang Canada. Con đã xem đêm diễn của 17 tháng 3 xong, xem đi xem lại mấy lần vẫn thấy hay, thấy lòng ấm áp của tình Chúa bao la và tình yêu gia đình thật đậm ấm. Cảm ơn cha và các anh chị em diễn xuất nhiều lắm. Con nghĩ nếu mà thi thố về tài năng ca nhạc của thế giới và diễn nguyện của cha thì chương trình này
dù chỉ là cây nhà lá vườn, nhưng với lòng thật thà chấm điểm thì chương trình diễn nguyện ở Cà phê Khát vọng được điểm tối ưu. Không phải vì diễn xuất, không phải vì tài năng, mà là vì đem sự yêu thương, vui vẻ, đầm ấm, tốt lành đến với mọi người, đến với mỗi người khi tham dự. Tối ưu là ở chỗ đó cha ạ. Chứ không phải bởi kỹ thuật, bởi tài diễn khéo đâu. Chương trình rất linh thiêng khi rước thánh giá và mão gai Chúa lên sân khấu. Những anh chị em hát những bài hát rất yêu thương, trìu mến. Đem mình về tuổi trẻ yêu thương. Cảm thấy mình trở thành một người tình ngày xưa hơn là một người vợ bây giờ. Cho nên thấy một tí lãng mạn để kéo lại tình chung thủy của vợ chồng. Đáng yêu quá cha ạ. Chiều nay có phải anh ra miền Trung về thăm quê nhỏ cho em về cùng? Còn nhớ lại thời trẻ của mình. Ai cũng muốn làm đẹp hơn, dễ thương hơn để cho vợ chồng giữ gìn nhau và là của nhau mãi mãi. Các con và các cháu xem chương trình thì cũng muốn vào hát cho vui, cho khỏe, cùng nhau thi thố tài năng trên máy để cho cả thế giới được nhìn thấy sự tốt lành hăng say của tuổi trẻ mạnh khỏe. Các em hoang đàng thì được khoe những cái sai trái xấu xa của mình khi đã được Chúa xót thương. Ánh sáng và bóng tối đánh nhau kịch liệt và cuối cùng ánh sáng đã chiến thắng, Chúa đã phục sinh. Hallelujah. Con nhìn thấy cha càng ngày càng khỏe, càng linh động, phát minh ra những cái hay cái lạ. Các anh chị em cũng thấy hùng mạnh hơn, hát hay hơn, yêu thương nhau, nhất là trẻ đẹp hơn. Chẳng những là diễn nguyện mà còn đi làm bác ái cực khổ. Một chương trình không dễ thực hiện được, nó cũng được xếp vào loại khó tin. Nhưng có thật. Cảm ơn Chúa cho con gửi lời thăm đến các anh chị em thiện nguyện tin thác và khát vọng. Gửi một cái bắt tay và một cái ôm hôn thân thương. Còn Hương Nguyễn đang ở Canada. Hết giờ chưa bạn? Vâng. À, con chào cha và các anh chị em. Đêm diễn nguyện đem lại cho con cảm xúc rất tuyệt vời và những giây phút lắng đọng để soi lại mình một lần nữa, soi lại xem mình đã làm ai tổn thương và ai đã bị làm mình tổn thương, để ném bỏ đi và nhẹ bước để cha trao khăn lòng thương xót chú. Khi bước đến cha, lòng con như chìm vào giấc mơ. Cha lắc đầu nhẹ giúp con tỉnh thức và bước tiếp. Có đến đoạn chiến đấu giữa quỷ và thiên thần, con vỡ òa ra khóc. Nước mắt rất cay và mặn vì con nhớ lại khoảnh khắc khi con đã chiến đấu giữa cái ác và cái thiện, cũng y như khoảnh khắc đang diễn ra trên sân khấu. Khi biết cha là người viết ra những dòng chữ trong quyển Tâm thư lòng thương xót của cha, con vô cùng biết ơn vì những dòng chữ viết ra y như đang viết cho con vậy. Cha đã thức tỉnh tâm hồn con và cho con sức mạnh để thay đổi mình mỗi ngày. Chúc cha mãi khỏe để có sức dẫn dắt đàn chiên lạc về với Chúa. Đào Đàn Trâm, thiện nguyện tin thác. Và cho phép tôi đọc một cảm nhận nữa để khép lại buổi tàn mạn cuối tuần hôm nay nha. Con đã có được một đêm diễn nguyện ý nghĩa và sâu sắc đến như vậy. Đây là mùa chay đầu tiên ý nghĩa nhất của con. Vì những mùa chay trước con chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Con chỉ biết mùa chay thì xưng tội đi lễ bình thường cũng như mùa chay trước. Nhưng mùa chay này con đã đi tịnh tâm, trao yêu thương, chia sẻ lòng thương xót Chúa đến cho những người nghèo khổ xa xôi. Biết nhìn nhận tội lỗi của mình, biết lắng lòng lại, biết bỏ đi cái tôi của mình. Và cái tôi càng lớn thì làm cho mình thêm tội, mà tội nhiều, tội là chết. Việc ném hai viên đá xuống dưới chân thập giá, bỏ hết những ghen ghét giận hờn, thù hằn đố kỵ, tìm về với lòng thương xót. Và sau đó cha trao cho chúng con một sợi dây vải trắng đỏ, cột chặt lại với nhau, tượng trưng máu và nước của Chúa đã chịu chết rửa sạch tội lỗi chúng con. Tiết mục ánh sáng chiến thắng bóng tối nhắc nhở chúng con phải luôn chiến đấu mỗi ngày. Vì chúng con là những người mỏng giòn yếu đuối, luôn cần có Chúa tiếp sức để vượt qua cám dỗ. Khi bóng tối sắp che kín ánh sáng, thì bỗng có một ngọn lửa bừng sáng lên từ thập giá xóa tan đi bóng tối. Ngọn lửa ấy chính là Chúa Giêsu Kitô đã chết và phục sinh để cứu độ chúng con. Xem đoạn đó con thấy người con như nóng lên,
nhưng ngọn lửa Chúa Giêsu đang cháy lên trong con muốn hét vang lên Hallelujah tạ ơn Chúa. Con rất thích phần kết chương trình. Mọi người đều đứng dậy, cầm sợi dây trắng đỏ nối tay nhau như tình hiệp nhất yêu thương để tiếp tục ra đi cùng nhau loan truyền lòng thương xót Chúa, để máu và nước từ trái tim Chúa tuôn chảy đến hết tất cả những ai chưa biết về lòng thương xót Chúa. Con Kiều Hoa thiện nguyện tín thác. Duy nhất con đường đưa ta đến cùng Chúa Cha, đó chính là đường mặt sáng phàm trần. Tiếng Chúa ân cần hãy đến với lòng xót thương, Chúa sẽ chữa lành đem ta về bến yêu thương. Giêsu là đường thương xót, là lòng thương xót luôn luôn mở rộng cho tay chạy đến nương nhờ. Dù cho vất vả khó nghèo suốt đời khổ đau, van xin thân cầu Ngài thương tha chưa.